Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn xin thông báo đến quý vị và các bạn chương trình nghỉ Tết của shop. Đó là shop sẽ phục vụ hết ngày 20 âm lịch các mặt hàng đi các tỉnh phía Bắc và phục vụ hết ngày 22 âm lịch đi các tỉnh phía Nam. Và tại shop Nội Thành Hồ Chí Minh thì chúng sẽ phục vụ hết ngày 24 âm lịch. Xin kính báo đến quý vị và các bạn. Và trong video ngày nay thì Dũng sẽ test một bộ karaoke và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số mặt hàng âm thanh karaoke, loa Nhật, loa Mỹ, âm ly Nhật và các dòng giải mã DAC. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn karaoke, sau đó thì Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh từ một chiếc TV Internet thông qua giải mã Freo K5 Pro có mức giá chỉ 4 triệu và chiếc micro chỉ 900 ngàn. Chiếc micro Mango. Thông thường anh em sẽ thấy cái này màu inox hết và ngày hôm nay Tiến Dũng đổi sang màu tím tình yêu. 900 ngàn một cây Mango của Trung Quốc, dây Pro End của Ý do Tiến Dũng thi công. Viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gần may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lợi không may, duyên vừa đẹp ý đang say, ôm nàng đẹp vào tay. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc giải mã Freo K5 Pro. Đây là một mặt hàng rất được yêu chuộng trên thị trường hiện nay. Với Freo K5 Pro, thương hiệu của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, dấu hợp chuẩn CE và FE. Đặc biệt sản phẩm này đạt chuẩn Hi-Res Audio là tiêu chuẩn âm nhạc cao nhất tại thời điểm này. Với giải mã với máy tính là 32 bit và giải mã với TV Internet là 24 bit. Mức giá của chiếc này là 4 triệu. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo bộ dây quang, bộ dây AV Ý, hai món quà trị giá 600 ngàn và bao phí ship toàn quốc. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là những chiếc âm ly Denon vừa về ngày hôm nay. Đó là những chiếc 1500, những chiếc 2000. Denon 1500R. Chiếc này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W. Máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS. Chiếc này có thể chơi được hai cặp loa trở kháng 8 ohm. Quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng loa Bose, các dòng loa B&B, các dòng loa Sennheiser, các dòng loa JBL hoặc là Pioneer đều chơi rất tốt. Âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là của chiếc Denon 1500R phối ghép với cặp Sennheiser Bass 30 công suất 250W. Tiếng rất tốt. Chiếc này có mức giá 11.500.000. Hàng zin bãi xịn. Và phía dưới xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc có cấu hình tương tự, đó là Denon PMA 2000. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của thương hiệu Denon. Chiếc này có mức giá 13.500.000. Giữa hai chiếc này thì âm ly Denon 2000 chơi có cấu hình lớn hơn một chút so với 2000. Xin lỗi quý vị, có cấu hình lớn hơn một chút so với 1500R. Mức giá của 2000 chơi là 13.500.000 và mức giá của 1500R là 11.500.000. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly Denon dòng 2000. Đó là 2000 2 la mã, 2000 3 la mã và 2000 4 la mã. Với chiếc 3 la mã và 4 la mã có cấu hình như nhau. Đó là công suất nguồn 275W, 4 sò MOSFET. Máy có thể chơi được loa B-Wah và chơi được hai cầu loa 8 ohm. Mức giá của hai chiếc này, chiếc 2000 4 la mã là 19 triệu và chiếc của 2000 3 la mã là 17.500.000. Và chiếc phía chính giữa có cấu hình nhỏ hơn một chút, công suất nguồn là 250W, mức giá 15.500.000. Tất cả đều là hàng bãi về chưa qua sử dụng tại Việt Nam, thì Dũng còn chưa vệ sinh lau dọn.
Ngay chiều nay thì tôi sẽ lau dọn và phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng zin đẹp, bóng bẩy và dô dầu mỡ cẩn thận. Tất cả các sản phẩm của Tiến Dũng Audio do chính tôi kiểm tra, kiểm định. Quý vị và các bạn sẽ yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa sạc Winvige. Đó là âm thanh mà chúng ta vừa nghe. Sạc Winvige model VS120 hàng của Mỹ. Với mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 30cm, một loa mid và một loa check. Phần thông loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ. Đây là cặp loa của Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Phía mặt sau có hai lỗ thông hơi rất lớn, cầu chì bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Loa có trở kháng 4 ohm và công suất là 250W trên một thùng. Cặp loa sạc Winvige VS120, tình trạng hàng bãi, zin đẹp, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, mức giá thông thường là 19.500. Và shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đang giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 18.500, áp dụng duy nhất cho mẫu này, quý vị và các bạn lưu ý. Và tiếp theo phía trên này là một mẫu loa Bow 301 Series 2 bản vỏ vàng. Cặp loa này có sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chép giấy loại 8cm, công suất tối đa là 150W trên một thùng. Cặp này hàng của USA, của Mỹ. Cặp này vừa về ngày hôm qua thì Dũng vừa lau dọn. Với mẫu loa Bow 301 Series 2, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2, tiếng rất tốt. Mức giá của cặp loa này là 9.500.000. Thì Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Và với sạc Winvige, quý vị và các bạn có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc: tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh. Chúng ta có thể hát karaoke rất thoải mái trên mẫu loa này trong các không gian tầm 40m2. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Bow nữa, rất được yêu chuộng trên thị trường. Đó là 301 Series 4 hàng của Mexico. Một loa bass 20, một loa chép 6cm và một loa chép phía bên đây 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Loa có trở kháng 8 ohm và công suất tối đa lên đến 150W, thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Mức giá của cặp loa này là 9.500.000. Thì Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn. Quý vị và các bạn lưu ý xin đừng so sánh hàng của bãi xịn với các dòng hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam 1 năm hay nhiều năm, thì giá trị nó sẽ khác đi rất nhiều. 9.500.000 cho cặp Bow 301 Series 4. Và phía dưới này, một chiếc duy nhất của loa súp vừa về ngày hôm nay, đó là SW320 của thương hiệu Yamaha đến từ Nhật. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn 85W và công suất ngõ ra loa là 250W. Loa sử dụng một loa bass súp điện loại 25cm, thích hợp cho các không gian tầm dưới 40m2, sử dụng nghe nhạc và hát karaoke. Mức giá của chiếc này là 9 triệu, mức giá có nhỉnh hơn so với ngày thường khoảng 500.000, quý vị và các bạn lưu ý. Và phía bên đây đó là các dòng loa Bow 701 hai lỗ hơi. 701 hai lỗ hơi hiện nay Tiến Dũng đang có hai cặp, màu xám và màu đen. Với mẫu loa này thì quý vị và các bạn đều biết là nó rất nổi tiếng bởi vì cái khả năng tiếng bass của nó rất mạnh. 701 hai lỗ hơi sử dụng hai loa bass loại 20cm dạng bass súp, công suất tối đa là 200W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2, sử dụng nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Mức giá của cặp màu xám là 25,5 và mức giá của cặp màu đen là 25 triệu. Tất cả Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Và dưới đất này, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là một chiếc âm ly Danone. Danone S10 3 la mã. Chiếc này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi, zin đẹp. Máy đẹp như mới, dây nguồn zin. Mức giá 28. Chiếc này sử dụng 4. Chiếc này sử dụng 16 sò mốt phép, công suất nguồn là 300W. Đối tác tuyệt vời cho các dòng loa Bow từ 301 cho đến 901. Quý vị và các bạn có thể phối ghép với các dòng 701 hoặc 601, chơi cùng một lúc hai cặp rất thoải mái. Mức giá 28 triệu cho chiếc Danone. Và quý vị và các bạn đừng quên shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn chuyên các dòng giải mã DC Hi-Res Audio. Các dòng giải mã DC Hi-Res Audio cao cấp hiện nay đang có tại shop, mức giá dao động từ 3,4 triệu cho đến 80 triệu một cái.
Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.